Chị thì nói chung là 1 tháng 26 ngày chị vẫn đi làm bình thường. Coi là trục đường này thì cái đường này là cái chỗ này là của chị là xuống một điểm nữa, điểm đây chị đón một xe nữa chị về nhà chị, và chị xuống cứ tầm cứ khoảng tầm 7:30 8 giờ này chuyện là chuyện bình thường. Nhưng mà chị thấy ít khi có đèn lắm. Chị nghĩ là cái chỗ này lên có đèn, buổi tối lên có. Bởi vì chỗ này nhá, nhà chờ thì không có, nhưng mà cái chỗ này thì hoang vu. Đấy, nên phải có đèn. Từ khi mà họ xây xong cái cầu này thì em thấy rất ít khi họ mặt đèn. Thời gian đầu chúng tôi mới lắp đèn có, sau đó họ không thấy mặt đèn. Nhưng thì tối này em thấy hơi run sợ khi mà đường cũng trên vỉa hè khá vắng vẻ và đèn tối mà cái chuyện xảy ra thì rất khó xử lý anh ạ. Tối thì em thấy là khá là nguy hiểm, tại vì xe đạp thì ít người ta lắp đèn nên là khó để ô tô hay là xe máy người ta phát hiện ra.